Cháy phòng trà ở Vinh, Nghệ An khiến 6 người tử vong trong đêm. Một vụ hỏa hoạn đặc biệt nghiêm trọng xảy ra vào rạng sáng nay, 15 tháng 6, tại phòng trà Phiêu, thành phố Vinh, Nghệ An khiến 6 người tử vong. Vụ hỏa hoạn nói trên xảy ra vào khoảng 0 giờ 30 phút rạng sáng nay, 15 tháng 6, tại phòng trà Phiêu, nằm ở số 146 đường Đinh Công Tráng, thành phố Vinh, Nghệ An. Ông Nguyễn Thanh Hà, nhân viên bảo vệ trường mầm non Lê Mau, nằm sát bên phòng trà này, cho biết thời điểm trên, ông phát hiện đám cháy, liền gọi điện cho cô hiệu trưởng và lực lượng cứu hỏa. Do phòng trà chứa nhiều vật dụng dễ cháy nên chỉ ít phút sau, lửa bùng cháy dữ dội. Sức nóng khiến cửa kính ở tầng 2 của tòa nhà bị vỡ, phát ra nhiều tiếng nổ. Nhận được tin báo, lực lượng cứu hỏa đã huy động nhiều xe chữa cháy cùng hàng chục chiến sĩ đến dập lửa, phá cửa cuốn để đưa nước vào và tìm cách cứu người bị mắc kẹt bên trong. Tuy nhiên, do lửa cháy quá nhanh nên không cứu được người bị mắc kẹt. Một số người dân tại hiện trường cho hay, khoảng 0 giờ 5 phút sáng 15 tháng 6, khi mọi người đang xem bóng đá Euro thì nghe thấy tiếng nổ kèm theo khói lửa bốc ra từ phòng trà Phiêu. Chúng tôi chạy ra thì thấy khói đen mù mịt, lửa bốc cao, do phòng trà đang đóng cửa nên không có cách nào tiếp cận để dập lửa, một người dân sống đối diện phòng trà cho hay. Nhận được tin báo, phòng cảnh sát chữa cháy và cứu hộ cứu nạn công an tỉnh Nghệ An đã điều ít nhất 7 xe cứu hỏa đến chữa cháy. Cùng lúc này, lực lượng cảnh sát trật tự cơ động cũng được huy động đến để bảo vệ hiện trường. Do trong phòng trà này có chứa nhiều vật liệu dễ cháy như bàn ghế, thiết bị điện nên việc dập lửa gặp nhiều khó khăn. Vụ hỏa hoạn đã làm cháy gần như toàn bộ tầng 1, tầng 2 của phòng trà, nhiều thiết bị điện tử, tài sản bên trong bị thiêu rụi. Phòng trà Phiêu nằm trong tòa nhà 3 tầng, trong đó tầng 3 chưa hoàn thiện, được biết đến là một phòng trà ca nhạc lớn ở thành phố Vinh, hoạt động hơn 2 năm qua. Được biết, từ ngày 8 tháng 6, phòng trà này đã tạm đóng cửa để phòng chống dịch COVID-19. Thời điểm này, trong phòng trà không có nhân viên, công an thành phố Vinh đang điều tra nguyên nhân vụ hỏa hoạn. Trước đó, khoảng 0 giờ 52 phút ngày 5 tháng 6, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy nhận được cuộc gọi từ người dân trình báo vụ cháy nhà, số nhà 812 đường Quang Trung, phường Chánh Lộ, thành phố Quảng Ngãi. Sau khi nhận được tin báo về vụ cháy nhà, cảnh sát phòng cháy chữa cháy điều ngay một xe chỉ huy, 4 xe chữa cháy, 1 xe bồn, 1 xe chuyên dụng cùng 52 cán bộ chiến sĩ đến hiện trường. Tiếp cận vụ cháy, cảnh sát phòng cháy chữa cháy ghi nhận đây là căn nhà 3 tầng, diện tích sàn khoảng 150m² một tầng và được gia chủ làm cơ sở kinh doanh đồ điện. Bên trong nhà chứa rất nhiều đồ điện, lại không có cửa thoát hiểm hay cửa thông gió, nên khi xảy ra cháy nhà, lượng khói bên trong cơ sở rất lớn. Cơ sở kinh doanh này chỉ có một cửa chính, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy phải tập trung phá nhanh tường kính trên tầng 2 để cứu người và tổ chức chữa cháy, chống cháy lan, cháy rộng trong khu vực đông dân cư, đảm bảo an toàn cho căn nhà liền kề cùng dãy phố. Vụ cháy nhà trong đêm làm 4 người trong gia đình chết thảm, gồm hai vợ chồng ông Bùi Phước Tiến, 35 tuổi, bà Bùi Thị Thu Thủy, 34 tuổi, cùng hai người con 3 tuổi và 6 tuổi. Ngoài ra, bà Thủy đang mang thai 6 tháng.